khe cái lỗ để thoát phân rúi này thì các bạn cố gắng cắt cho nó vừa phải thôi, tầm độ khoảng một đốt Khoảng tay một đốt. mến nhá. Hôm nay mình lại tiếp tục với công việc tiếp theo, đó là mình sẽ lên ô chuồng rúi các bạn nhé. Đây, sau khi đã sơn xong xuôi rồi, sơn đã khô rồi thì mình bây giờ mình sẽ tiếp tục lên ô chuồng rúi. Và để tiếp tục lên ô chuồng thì mình cũng đã chuẩn bị rồi. Để muốn làm được thì thứ nhất là phải có gạch. Đây, gạch mình đã mua về đây. Đấy. Thứ hai nữa là các bạn phải chuẩn bị một chiếc máy để cắt gạch. Đây, đá cắt đây. Nếu bạn nào không có thì có thể đi mượn được. Xung quanh ở gần ai có thể đi mượn được. Hoặc là tự sắm cho bản thân mình. Thứ ba là keo silicone này. Đây mình mua cái loại này là mark A300. Rồi A200 cũng được, nhưng mà A300 thì nó chỉ là nhanh khô hơn thôi. Và một chiếc súng bắn keo. Vậy thôi, rất đơn giản. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào công việc các bạn nhé. Này mình cắt ở giữa với mục đích là sau này mình chỉ cần dùng một cái thau đấy, mình để ở giữa, mình để giữa trung tâm như này là mình sẽ hứng được phân của hai bên dãy chuồng. Khi đầy việc nó ra là chúng ta sẽ đem đi đổ vào một cái chỗ nào đó, sau đó lại. Đây là rất rộng cho nên là cái rộng này mình hàn tương đối cao, cho nên cái chậu này ấy, còn khoảng cách còn rộng thoải mái này. Đấy, cho vào thế này là ok. Mỗi lần lấy ra thì chỉ thò tay lôi ra như này là được. Đây là cái cách làm của mình này. Đấy, mỗi một lần cho vào thế này. Đè lên định vị như này.
Đây là cái cách làm của mình nhé. Mình cứ cho lên thế này, sau đó là mình lại dùng 4 viên gạch, mỗi một góc mình lại đè một viên gạch lên để nó định vị, sau đó là mình bơm keo vào. Một số người thì mình thấy họ sử dụng băng dính để họ dính dính những cái đầu này, họ dùng băng dính dính vào để định vị cái đầu này đấy, nhưng mình thì mình chỉ cần dùng dùng vài viên gạch để mình đè xuống thì nó cũng tự định vị giữ lại được rồi. Bây giờ mình sẽ dùng keo mình bơm vào, mình bơm keo vào cái nữa là nó sẽ xong rồi. Đây, sau đó mình dùng tay mình miết lại toàn bộ. Đó, mình dùng tay mình miết lại toàn bộ. Đó, chỉ cần keo nó khô thôi là sẽ rất chắc chắn luôn. Đấy, như vậy là đã xong một ô chuồng và mình sẽ làm lần lượt. Mình sẽ làm lần lượt từ đầu này ra đến khi nào hết thì thôi các bạn nhé. Sau một hồi thi công dán keo thì mình cũng đã làm xong cái dãy chuồng của mình. Đây là toàn bộ dãy chuồng của mình. Đây là toàn bộ phần chân. Đây các bạn nhé. Những cái khe, cái lỗ để thoát phân rúi này thì các bạn cố gắng cắt cho nó vừa phải thôi, tầm độ khoảng một đốt tay thôi, chứ không nên cắt to quá và cũng không nên cắt nhỏ quá. Nhỏ quá thì cái phần rúi sau này nó sẽ không lọt xuống dưới được, vì rúi là cái loài ở rất sạch, cho nên là sau khi mà rúi nó thải phân ra thì nó tự đẩy phân đi, chúng ta không cần phải động chạm gì gì đến, chỉ cần lôi cái thau ở dưới ra và đem đi đổ là xong. Đây là toàn bộ cái cách làm chuồng rúi của mình, vừa chia sẻ đến cho tất cả các bạn. Nếu mà các bạn cảm thấy áp dụng được mà thấy hữu ích thì xin vui lòng hãy cho mình xin một lượt like, một lượt share và một lượt đăng ký kênh miễn phí để đón nhận những tập tiếp theo mới nhất của mình các bạn nhé. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video clip của mình. Bye bye.